Con xin kính chào cộng đoàn, con xin mời cộng đoàn cùng chia sẻ lời Chúa với con ngày hôm nay thứ sáu lòng thương xót mùng 10 tháng 2 năm 2023 sau Chúa Nhật thứ năm mùa thường niên. Hôm nay cũng là ngày lễ kính Colatica, ngài là em ruột của Thánh Điển Đức. Chúng ta xin ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, đặc biệt cho thánh lễ 3 giờ chiều ngày hôm nay kính lòng thương xót, chúng ta đón nhận được nhiều ơn lành từ lòng thương xót Chúa. Chúng ta lắng nghe tin mừng ngày hôm nay, tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tia đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê và miền thập tỉnh, người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời thở dài và nói Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng cấm họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả, ông làm cho kẻ điếc được nghe và kẻ cầm nói được. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua. Đức Giêsu đi đến một vùng dân ngoại, vừa nghe tên Đức Giêsu thì có một bà người dân ngoại lao vào quỳ lạy trước Chúa Giêsu và nài xin ngài xua trừ ma quỷ cho đứa con gái của bà ta. Chúa Giêsu cũng đã muốn tránh rồi đấy, nhưng mà rồi cuối cùng ngài cũng không tránh được, bởi vì người ta nghe thấy Chúa Giêsu đi đến đâu là người ta cũng muốn Chúa chữa bệnh cho người ta. Thế thì Chúa nói một cái câu như thế này mà có lẽ là nhiều người cũng sẽ tự ái. Chúa nói rằng là con cái ấy sẽ được ăn trước, không bao giờ mà lấy bánh ở trên bàn này quăng cho cái lũ chó bao giờ cả. Bởi vì là bà này là người dân ngoại mà. Chúa Giêsu ám chỉ rằng là Chúa phải lo cho người dân tộc của Chúa. Rồi sau đó để tính gọi là cũng chẳng ai người ta lấy bánh trên bàn mà cho cái người dân ngoại được ví như cái lũ chó. Chúa Giêsu nói một câu rất là nặng. Thế nhưng mà cũng là để thử lòng bà ta. Thì bà ta nói rằng là bà không được ăn những cái thứ bánh ở trên bàn, nhưng mà thôi thì lũ chó này nó cũng mong được ăn những cái mảnh vụn ở trên bàn rớt xuống. Mà Chúa Giêsu nghe được cái bà nói một cái niềm tin rất là tuyệt vời. Mặc dù là Chúa không đáp lại, hay là Chúa nói những cái lời không gọi là nặng nề, hay là Chúa tỏ ra là Chúa không muốn giúp, thì dù là Chúa nói là Chúa không giúp thì bà vẫn cứ lì ra đó. Thế thì chính cái thái độ mà đặt niềm tin tuyệt đối như vậy thì Chúa nói rằng là bà cứ về đi, con của bà đã được khỏi bệnh rồi. Và ta bảo bà về thì đúng là con của bà đã được khỏi bệnh. Thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau để xin cho chúng ta đến với Chúa. Chúa không ban ơn, vẫn cứ đến. Chúa không đáp lời, vẫn cứ đến. Chúa đuổi chúng ta về, chúng ta không về. Đến với Chúa, Chúa đuổi về, không về. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều người trong giáo xứ nha, đi đến nhà thờ mà gặp mà cha xứ nói nặng lời cái là tự bỏ về. Nhưng mà thôi thì chúng ta xin cho chúng ta có cái thái độ giống như cái bà này. Cứ đến với Chúa, cứ cầu nguyện. Chúa không nói vẫn cứ cầu nguyện, Chúa không ban ơn vẫn cứ cầu nguyện. Chúa làm khổ, làm khó, làm dễ chúng ta vẫn cứ, bởi vì chắc chắn là Chúa không bao giờ mà làm cái điều không hay đối với cho chúng ta đâu. Chúa thử thách chúng ta đấy thôi. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Colatica này, để đọc tiểu sử của ngài một chút. Thánh Colatica trinh nữ, thánh nữ là em của Thánh Điển Đức, nhà lập luật cho các đan sĩ Tây phương. Thánh nữ chào đời ở Nursia, Italia vào khoảng năm 480. Thánh nữ sống đời thánh hiến ở chân núi Cassino, nơi Thánh Điển Đức đã lập ra một đan viện nổi tiếng. Thánh nữ qua đời không bao lâu trước khi người anh. Thánh nữ qua đời không bao lâu trước người anh, nên là thánh nữ qua đời trước Thánh Điển Đức. Chính vì thế các nữ đan sứ Điển Đức tôn kính Thánh Colatica như người mẹ tinh thần của mình. Mừng lễ Thánh Colatica thì xin cho chúng ta yêu mến một đời sống đạo đức, yêu mến một đời sống đạo đức. Trước khi đi vào lời Chúa ngày hôm nay, con xin được nhắc lại cho ông bà và anh chị em, chiều nay 2:30 chúng ta khấn lòng thương xót và 3:00 chúng ta có thánh lễ kính lòng thương xót. Tất cả các ngày thứ sáu 3:00 chiều chúng ta luôn luôn có thánh lễ, và con sẽ chủ sự để dâng thánh lễ tôn vinh lòng thương xót Chúa và cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em nha. Nếu ông bà anh chị em có những cái ý lễ nào đó thì cứ nhắn gửi về cho chúng con để chúng ta hiệp ý với tất cả những ý lễ, ý khấn mà cộng đoàn xin trong thánh lễ 3:00 chiều ngày hôm nay.
Và dĩ nhiên là ngày mai là ngày lễ Đức Mẹ Lourdes 11 tháng 2, thánh lễ cầu nguyện xin ơn chữa lành cách đặc biệt cho các bệnh nhân, để chúng ta cũng cố gắng tham dự chiều nay và chiều ngày mai. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu bỏ vùng Tia đi qua ngã Sidon. Vùng Tia là cái vùng ngày hôm qua mà có một cái người đàn bà dân ngoại đấy đến xin Chúa trừ quỷ cho đứa con gái của bà đó. Thì là sau khi mà ở vùng Tia xong rồi thì Chúa đi qua ngã Sidon. Ở những cái vùng này thì đa phần là những vùng dân ngoại này, đến biển hồ Galilee là nơi người Do Thái, vào miền thập tỉnh, nó cũng là miền của người dân ngoại. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu. Cái bệnh cầm điếc mà, vừa điếc vừa ngọng. Người cầm thì cũng điếc. Người điếc thì là sẽ bị cầm. Và người cầm thì thường là kèm theo điếc. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi ngước mắt lên trời thở dài và nói: Ephphatha, hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra và lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Tức là người ta đem đến cho Đức Giêsu một người bị bệnh, mà cái người bị bệnh này là vừa điếc vừa ngọng. Trong thực tế thì chúng ta thấy là những người điếc thì sẽ là câm, bởi vì người ta không nghe được thì người ta cũng sẽ không nói được. Người ta nói một đứa trẻ để mà nó nói được tiếng ba ba đấy thì nó phải nghe cả ngàn, cả mấy ngàn lần thì nó mới có thể lặp lại được. Thế thì chúng ta cũng rút ra được một cái bài học: nghe rồi hẳn nói. Nghe rồi hẳn nói, nếu chúng ta không nghe thì chúng ta cũng sẽ nói sai. Nhất là chúng ta không nghe được tiếng Chúa thì chúng ta sẽ nói sai về Chúa. Cố gắng tập nghe. Người ta bảo rằng người ta chỉ có một cái miệng nhưng mà có hai cái tai. Chúa dựng nên người ta có một cái miệng và hai cái tai để rồi nghe gấp đôi lần nói. Thật sự thì cũng hơi khó ha. Đối với cá nhân con thì con cũng là cái người hay nói, con cũng nói nhiều đó. Nhưng mà thôi thì con về với tu xá rồi thì con cũng cố gắng tập thinh lặng nhiều hơn. Trong bữa ăn thì mình cũng nghe nhiều hơn nói. Rồi giữa đám đông thì mình cũng nghe nhiều hơn nói. Vào trong nhà thờ thì mình cũng nghe nhiều hơn nói. Nhiều khi chúng ta vào nhà thờ chúng ta cứ đọc một loạt kinh. Đọc kinh, hát. Rồi chúng ta cũng không có những cái giây phút thinh lặng. Thì đấy, hôm nay người ta đưa đến với Đức Giêsu một người vừa điếc vừa ngọng. Thế thì khi người ta không nghe được, người ta điếc thì người ta cũng sẽ không nói được. Mà nếu người ta nói mà không nghe đó, thì thực sự là nó tất cả sẽ là nói những cái điều không hay. Nghe rồi hãy nói nhé. Người ta đem đến với Đức Giêsu một người vừa điếc vừa ngọng. Cái này nó không chỉ là một cái bệnh thể lý mà hiểu một cách nghĩa bóng để cho chúng ta thấy là một người không nghe lời Chúa, không nghe lời cha mẹ, không nghe tiếng Chúa. Và cái người ấy cũng nói ngọng, tức là nói những cái lời khó nghe. Thì chúng ta vẫn cứ nói rằng là cái ông đó nói chuyện với ông ta luôn luôn nói những cái lời khó nghe, tức là nó ám chỉ đến là cái người mà nói những cái câu nói thô lỗ, những cái câu nói tục tằn cọc cằn. Thế thì có thể nói rằng là hiểu một cách sâu hơn nghĩa bóng của cái người vừa điếc vừa ngọng, tức là những cái người không nghe lời Chúa, không nghe những cái lời hay lẽ phải, nên là nói ngọng, tức là nói những cái lời khó nghe, nói những cái lời xấu xa. Thì người ta đem đến cho Chúa một cái người đó, vừa điếc vừa ngọng, một cái người không nghe lời Chúa, một cái người luôn luôn là nói tục, nói thề, nói chửi thề, nói những cái điều xấu xa. Thế thì Chúa chữa anh ta bằng cách nào? Chúa kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông. Đấy, thế thì chúng ta có thể nhà thờ là cái nơi riêng ra đó. Nhà thờ là một cái nơi riêng ra, chúng ta sống trong gia đình của chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta đến nhà thờ đó là một cái nơi riêng. Cái nơi riêng ấy chỉ có cái anh ngọng, anh điếc này với Chúa thôi. Thì chúng ta cũng vậy, phải có một cái không gian riêng chỉ có chúng ta với Chúa thôi, để chữa cho cái người vừa điếc vừa ngọng, để chữa cho cái người không nghe lời cha mẹ, không nghe lời Chúa mà ăn nói những cái lời xấu xa khó nghe đó. Thì phải thứ nhất là kéo anh ta riêng ra một nơi, và cái nơi đó chỉ có anh ta với Chúa thôi. Thì chúng ta cũng vậy, tập cố gắng tập có một không gian với Chúa. Ngày hôm qua thì cũng có một cái chị còn trẻ lắm mà chị bị ung thư. Thế chị chạy vào tu xá gặp con, thì bảo: cha ơi, chiều nay lễ lòng thương xót nên cha khấn cho con đi. Giờ con của con thì hai đứa rất là nhỏ, mà giờ bác sĩ nói con là bị ung thư như vậy, con rất là hoang mang, con rất là lo lắng. Thế thì cười nói với chị là: thế thì chiều mai là chiều thứ sáu đấy, thì chị có thể dâng lễ lòng thương xót với chiều thứ bảy dâng lễ Đức Mẹ Lộ Đức để tôi cầu nguyện cho chị được không? Thì chị bảo: cha ơi, con phải đi làm, con không thể được.
Thế thì con mới nói chị ấy là thôi thì đi bận đi làm không đi lễ được. Thì là tối về nhà ăn uống tắm rửa đọc kinh xong gia đình xong đi. Rồi đi vào phòng đóng cửa lại mở lại lễ lòng thương xót. Rồi chỉ có chị với Chúa qua thánh lễ. Đấy, cầu nguyện với Chúa. Rồi chị cũng sẽ nghe thấy Chúa nói với chị cái điều gì đó mà Chúa muốn nói trong cái lúc mà riêng tư giữa chị với Chúa và thinh lặng thì chị cũng sẽ nghe được. Thế thì để chữa cho cái anh điếc với ngọc này, thứ nhất là Chúa kéo anh ta ra khỏi đám đông này. Kéo ra khỏi đám đông tức là sao? Kéo ra một cái nơi mà chỉ có Chúa với anh ta thôi. Rồi tiếp. Đặt ngón tay vào lỗ tai anh. Đặt ngón tay vào lỗ tai anh này. Chúa Giêsu làm một cái việc rất hết sức là cụ thể. Tức là Chúa chạm vào cái chỗ mà làm cho anh ta không có nghe được nữa. Tại sao mà cái đứa con nó không nghe lời cha mẹ? Tức là nó phải có một cái gì đó bịt tai nó lại. Không chỉ là hữu hình mà là có một cái tội gì đó chấn lại. Thì Chúa phải chạm vào cái tội đó. Chúa phải chạm vào. Ví dụ như là anh ta là một cái người nhậu nhẹt, chè chén say sưa. Và cái chè chén say sưa đó bịt cái lỗ tai của anh ta, làm cho anh ta không nghe cha, nghe mẹ, nghe vợ, nghe con. Thế thì Chúa Giêsu phải đặt cái tay vào cái tật xấu đó, vào cái chỗ xấu đó. Thế thì đây cũng là một cái bài học cho chúng ta. Ví dụ chúng ta là người hay nhậu, Chúa ơi xin Chúa đặt tay vào cái miệng con đi, để cho con đừng có nhậu nữa. Đấy, chúng ta là những người mà hay nhìn xem những sự xấu xa, Chúa ơi Chúa đặt tay vào mắt con đi, Chúa đặt tay vào cái mắt con đi. Chúa ơi con là những cái người mà điếc tai này, con cứ bị tội lỗi nó chấn, con quỷ nó nằm ở ngay cái lỗ tai này, để rồi Chúa nói cái gì con cũng không nghe được cả. Chúa đặt ngón tay vào lỗ tai con. Rất là cụ thể ha. Đấy, Chúa đặt ngón tay vào lỗ tai con rồi nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Chúng ta thấy nó hơi ghê ghê nha. Thế nhưng mà điều này cũng cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu yêu thương. Con này con có thể nói toạc ra nó là cái hình ảnh của một cái nụ hôn. Khi người ta hôn nhau thì lưỡi người ta chạm vào nhau và rồi chạm vào nước miếng của nhau. Đấy, thì chúng ta có thể nói một cách nó cụ thể là như vậy. Thế thì Chúa để ngón tay vào lỗ tai anh này, Chúa lấy nước miếng bôi vào lưỡi anh, có một cái sự đụng chạm vào môi miệng. Và Chúa Giêsu là, và cái bước thứ ba là rồi người ngước mắt lên trời và nói Ephphatha. Tức là chúng ta thấy có những cái bước mà để mà cứu một cái người vừa điếc vừa ngọng, cái người không nghe lời Chúa, không nghe lời cha mẹ đấy, và cái người ăn nói những cái lời ngọng nghịu khó nghe. Kéo anh ra một cái nơi để chỉ có Chúa với anh ta thôi. Cái thứ hai là đặt ngón tay vào lỗ tai, đưa nước miếng vào lưỡi của anh ta. Thì chúng ta cũng nói vậy đó. Lạy Chúa xin lấy nước miếng bôi vào lưỡi con, để ngón tay vào tai con, để ngón tay để tay lên mắt con. Rồi tiếp bước thứ ba là Chúa Giêsu ngước mắt lên trời. Chúa Giêsu làm gì cũng phải cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giêsu làm gì cũng phải cầu nguyện với Chúa Cha ấy. Rồi cái thứ tư là nói lời của Chúa. Thế thì chúng ta cố gắng nha, cứ để cho lời Chúa nói vào người chúng ta đi, nói vào tâm và tim chúng ta đi. Ngày nào ông bà anh chị em cũng cố gắng đi. Chúng ông bà anh chị em nếu mà yêu mến con thì ông bà anh chị em ngày nào cũng cố gắng nghe bài giảng một lần. Cố gắng để cho lời Chúa nó đi vào lòng, vào người chúng ta. Đấy. Thế thì Chúa cũng phải nói cái lời của Chúa, Ephphatha. Chúa nói cái lời của Chúa, Ephphatha. Hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra và lưỡi hết bị buộc. Chúng ta tai anh ta mở ra tức là phải có một cái gì nó che tai và lưỡi bị buộc lại, nó phải có cái gì nó buộc cái lưỡi anh ta. Nói thẳng đó là tội lỗi, là ma quỷ. Thế là Chúa Giêsu đụng tay vào này, Chúa lấy cái con quỷ ở tai ra, lấy con quỷ ở miệng ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Lúc đó anh ta được chữa lành rồi thì anh ta mới nói được những cái lời dịu dàng, những lời yêu thương. Rồi anh ta cũng là người biết lắng nghe. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu có quyền năng để chữa bệnh mà Chúa biết là Chúa chữa bệnh thì người ta theo Chúa dữ lắm luôn á. Nhưng mà thật sự thì như là đã chia sẻ nhiều lần với ông bà và anh chị em rồi, Chúa đến trần gian này là muốn chúng ta nên thánh thiện, đi vào con đường thánh thiện. Và con đường thánh thiện là gì? Là con đường thập giá, con đường hy sinh, con đường chịu chết. Vì con người yếu đuối, vì con người bệnh tật thì Chúa Giêsu chữa bệnh thôi. Nhưng mà chữa bệnh xong rồi thì tất cả chúng ta cũng đều phải đi theo Chúa trên con đường hy sinh, con đường thập giá. Chứ không phải là Chúa đến để cho chúng ta khỏe mạnh ăn chơi, để thức ăn phủ phê. Không phải.
Chúa đến để dẫn chúng ta đi trên con đường thánh thiện. Con đường thánh thiện là con đường thập giá. Chính vì thế mà khi mà Chúa chữa cho cái anh mà vừa ngọng vừa điếc này đấy, thì Chúa biết rằng là để cho anh ta nói ra thì dân chúng nó sẽ bu theo Chúa. Mà họ bu theo Chúa như Chúa là một người, một ông thầy lang tuyệt vời, chứ không phải là một đấng cứu thế. Nên là Chúa Giêsu cũng cấm họ không được kể chuyện đó với ai. Nhưng người càng cấm họ càng đồn ra cái kiểu thế gian là như vậy. Cái gì càng cấm thì càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp. Câu này không hay. Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp. Tức là Chúa làm cái gì cũng tốt đẹp cả. Khi chúng ta cầu nguyện mà Chúa không đáp lời thì chúng ta cũng phải nói Chúa im lặng. Đó là cái cách tốt đẹp của Chúa. Và cũng là cái cách tốt đẹp cho chúng ta. Phải không? Khi chúng ta cầu nguyện xin ơn chữa lành mà chúng ta không được chữa lành thì chúng ta cũng phải nghĩ rằng đấy là việc của Chúa. Mà việc của Chúa thì luôn luôn tốt đẹp. Chúa chữa lành hay không chữa lành, hay Chúa nói hay Chúa im lặng, thì tất cả những gì Chúa làm đều tốt đẹp. Người ta nói, họ hết sức kinh ngạc và nói ông này làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đây là một cái việc tốt đẹp, làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đây cũng là một cái việc mà chúng ta cố gắng làm nghe. Mà để làm cái việc này thì trước tiên là chúng ta cũng phải là những người biết nghe. Biết nghe tiếng Chúa, biết nghe tiếng của anh em, biết nghe những điều hay lẽ phải. Nghe rồi mới nói nha. Nghe gấp đôi lần nói. Giống như là nghe 2 tiếng thì chỉ nói được 1 tiếng thôi. Nghe 2 câu thì chỉ đáp lại 1 câu thôi. Nghe gấp đôi lần nói. Thế thì những việc tốt đẹp là làm cho người khác nghe được và nói được. Thế thì trước tiên thì chúng ta phải tập nghe, rồi chúng ta tập nói nha. Tập nghe rồi tập nói để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa và nói được tiếng Chúa. Rồi sau đó thì chúng ta cũng cố gắng làm những việc tốt đẹp, đó là làm cho người khác nghe được và nói được. Ví dụ như là con đi qua Campuchia thay mặt cho ông bà anh chị em đi phát cơm phát gạo cho những người nghèo. Thế thì là đối với những người đó là những cái người mà họ sống trong nghèo khổ, mà nghèo khổ thì người ta cũng sẽ cáu gắt để nói chuyện này nói chuyện nọ. Thế nhưng mà khi mà chúng con phát quà phát gạo cho họ rồi ấy, thì chúng con nói họ nghe được lời Chúa, họ nghe được lời kinh, họ nghe được lời cầu nguyện, rồi họ cũng nói được những lời như là Campuchia đó là Akulopok là cảm ơn cha Nexuspai tê chúc cha được khỏe mạnh Akulopok. Còn tiếng Campuchia con thuộc có mỗi từ Akul là cảm ơn, Lopok là cha, Akulopok. Tức là có thể nói là chúng con cũng đang làm được những điều tốt đẹp, tức là làm cho những cái người đau khổ nghe được lời Chúa và làm cho những người đau khổ nói được những lời tán dương Chúa, những lời tạ ơn. Thế thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, cố gắng nhớ nha, 3 giờ chiều nay chúng ta có thánh lễ kính lòng thương xót, tôn vinh Thiên Chúa và cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.